Đây là cái khắc phục là lỗi Odyssey nhá. Odyssey nè, full nè. Đó, nó full thấy không? Nó đầy đủ Odyssey ha. Đây là Odyssey nhá, đại dung lượng này nhá, sẽ không sử dụng được nha. Thì mình sẽ sửa lỗi nè. Bây giờ mình sẽ khắc phục lỗi này nha. Đây là sẽ tăng dung lượng lên. Bây giờ sau khi ta khởi động lại máy á, bây giờ ta sẽ vào OC kiểm tra nha. Bấm vào OC ha. Sẽ kiểm tra dung lượng nè. Bây giờ dung lượng nó đây là 115 GB ha. Sẽ kiểm tra vào phần manager nè. Đây. Là 238 GB nhé, gip á. Đó, mình sẽ chi ổ cứng là xong rồi á. Tay ai mại thì in ấn thi công này, cắt CNC này. Có thể liên hệ qua Zalo nhé. Đó. Zalo.